gạo lúa đây có lúc không còn, đổi khác này con nít thon giòn chạy lạc hết không quần không áo, đến chừng đó không cơm không cháo. Bọn lâu la giật hết trần chuồng, quần còn lưng chốn nhủi qua chuông, chạy thất lạc tả tơ đống khô. Phật thánh tiên thấy dậy châu mài, gán lo tu cho khỏi nạn tai. Trời Phật định chỗ nào cũng khổ, chừng thất sơn có ba tiếng nổ, thì lăng xăng các nước Á Âu. Phật thánh tiên mới quá phép màu, bà Nam Hải hồ thâu các nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý bà con cô bác, quý vị là đại trí thức kính mến, trong suốt từ nhiều thế kỷ qua, chúng ta luôn hứng chịu những hiện tượng, điềm báo, dự đoán của các vị cao nhân, thánh nhân, nào là thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, khổ khó. Và chỉ khi những sự kiện đó xảy ra, thì chúng sanh mới thật sự rùng mình, nhìn lại những tiên tri đó đã thành sự thật. Đến từ các vị như ông sư giải bán khoai 11 hồi, Phật thầy Tây An, Đức Phật chùm dưới bóng cội tùng, Kim cổ kỳ quan ông ba Nguyễn Văn Thớ, sấm thi của Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, vân vân, và nhiều hơn nữa. Nên chúng ta phải trân trọng những lời tiên tri ấy. Phần này chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị về Châu Đốc sau này sẽ hứng chịu những nạn ách và những lỡ lọc gì, theo như Phật thầy Tây An đã tiên tri cách đây vài chục năm, vài trăm năm. Mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức. Thảm thương thay Châu Đốc nạn tai, đến chừng đó dĩ thành đô thị, sau Châu Đốc mặt tiền sử bị, trong nhà bàn thiên hạ đến đông. Sách có câu giọng giả nan truy, đến chừng đó ai còn ai mất. Hay ông sư giải bán khoai cho biết thêm về Châu Đốc sau này: gia định còn sau mất Sài Gòn, Châu Đốc mất trước tiếng còn An Giang. Đó là phần thiệt hại về sau này của Châu Đốc, nhưng có sự lợ lộc mà chúng ta sẽ được nghe qua Phật thầy Tây An cho biết. Lê Văn Việt trắng cửa Long Xuyên, Châu Đốc kia tiền nhậm cửa tiền, Hà Tiên đó có quan hùng dũng, đến chừng đó quy về nhất thống. Qua những cuộc thay đổi địa hình lập đời trở lại, ông sư giải bán khoai cho biết còn lại bao nhiêu: 10 phần hết 7 còn 3,
hết hai còn một mới ra thái bình. Còn Đức Phật Thầy Tây An cũng đồng nhất qua câu: mười phần giải đẳng hai phần, còn tám phần nữa lại không nghe lời. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ thì cho biết: một trăm mới đặng ổi thôi mười người. Qua những cuộc sàng lọc lọc lừa sau này, ngoài những hỏa hoạn chiến tranh dịch bệnh, cũng còn có thêm những loài thú hung hăng trên rừng xuống để ăn thịt những người hung, thì Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết qua câu: hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đón. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Còn Đức Phật Thầy Tây An thì đồng nhất qua câu: những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt gài chẳng tha. Thịt ăn xương bỏ dậy đầy, nói cho bá tánh đời này tu thân. Cho nên lúc này chúng ta nên tranh thủ để tu hành, kẻo không còn kịp nữa. Đức Huỳnh Giáo Chủ không ngớt lời để khuyên ngăn chúng ta, mà chúng ta nào biết. Chúng ta cứ mãi mê theo những cuộc danh lợi tình, ba con rắn độc đã theo chúng ta mãi mãi trong nhiều tiền kiếp, mà chúng ta không xóa hết những mây mờ, để dẹp những mây mờ mà đi đến con đường giải thoát. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xưng khùng xưng điên để dạy chúng ta qua câu: khùng toán biết âm dương kết liệu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Còn Đức Phật Thầy Tây An thì cũng giả khùng như Đức Thầy qua câu: ngồi buồn nói chuyện tam khùng, mặc tình bá tánh có dùng thì coi. Hay là hết trẻ thì tôi tới già, hết già tới trẻ ai mà có hay. Thương trần nên mới chịu sầu, kẻ kêu người ngạo nào đâu dám phiền. Phật Thầy Tây An đúng là chuyển kiếp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ông đã tiên tri cách đây mấy chục năm, mấy trăm năm, mà ông lại biết là Hòa Hảo và Tăng Châu sau này qua câu: kiêu tín đồ Hòa Hảo Tăng Châu, khuyên niệm Phật ngày sau thấy Phật. Nói về sau này, chúng ta phải chịu thêm 5 năm 6 tháng lục ngoạc cơ hàng thử, hay là khổ đà đi đến như tên, thì Đức Huỳnh Giáo Chủ đã không ngần ngại viết cho chúng ta biết rất nhiều câu về đối và đau. Qua những câu như sau: nó chiều rồi lại đối mới, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đấy. Còn Đức Phật Thầy Tây An viết nhiều nhiều hơn nữa về đói và đau qua những câu sau: gạo lúa đây có lúc không còn, đói khát này con nít thon giòn, chạy lạc hết không quần không áo, đến chừng đó
không cơm không cháo. Bọn lâu la giật hết trần chuồng, quần còn lưng chốn nhủi qua chuông, chạy thất lạc tả tơ đống khố. Phật thánh tiên thấy dậy châu mài, gán lo tu cho khỏi nạn tai. Trời Phật định chỗ nào cũng khổ, chừng thất sơn có ba tiếng nổ, thì lăng xăng các nước Á Âu. Phật thánh tiên mới quá phép màu, bà ám hại hồ thâu các nước. Sau này sẽ có một trận 7 ngày đêm tối trời tối đất, súng không nổ, đạn không kêu. Còn Đức Huỳnh giáo chủ thì cho biết mịt mịt mờ mờ mưa gió đạn, hay là chim đua bay cá lại chánh mồi, ngọn thủy chiều nổ nứt sụt sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Còn Đức Phật Thầy Tây An thì tiên tri qua câu tội dương gian mù mịt 7 ngày, vợ lạc chồng không biết không hay, đến chừng đó thay hồn đổi xác, có căn tiền vợ chồng không lạc. Đức Huỳnh giáo chủ luôn cho chúng ta biết rằng có ông Nông Chèo nằm ở tại Giàm Nao, sau này để nuốt những người hung, cứu những người hiền. Nhưng những người hung lúc nào cũng không tin Đức Thầy. Còn Phật Thầy Tây An thì nói chẳng những có ông Nông Chèo mà còn có những con thú bay trên cao gấp biết bao nhiêu người hung ác. Qua câu từ mặt dưng máu đỏ nhà bàn, sau ruộng đồng trống lỏng tan quang, đến chừng đó đất đồng thành tự, đến chừng đó không ai giúp trợ, sao lạc đàn nước mắt rưng rưng. Thấy Năm Chèo nổi dậy tưng bừng, nằm cản cửa chớ người hung ác, kẻ gian ác đi qua không thoát. Thấy dãy di lớn tở cái sàn, nhờ mũi mung dây giải thầy ban, định xuống bắt cứu người dương thế. Hay là còn nhiều nhiều đoạn nữa mà Đức Phật Thầy Tây An cho biết là con long ác nghiệt có ở tại Giàm Nao. Bến sông trước ngày sau nát biến, từ Giàm Nao ông trưởng kiến an, chiến tranh nhau chỗ đó tan quang, chừng Phật định kiến an thành tựu, chừng có lệnh phất cờ giáo chủ, sức cơ binh hòa hảo tăng châu. Còn ông ba Nguyễn Văn Thớ thì đồng nhất qua câu cõi lao sao quan lộn giới dân, tam thinh xuất hiện phi ân bắp cầu, một cù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ gã hầu quan thiên.
hai mặt hồng ẩn sĩ mới yên, môi son má phấn hòa phiên giải đời. Hay là tam thinh quên hết tuổi tên, quên dòng quên họ khá nên cải tà. Lúc nào Đức Huỳnh giáo chủ, ông Ba Thớ, sư giải bán khoai cũng cho biết là đời đã hết. Qua nhiều câu, Đức Huỳnh giáo chủ thì cho biết qua câu hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời giả can. Hay là chuông kia treo sở chỉ mành, chẳng lo tu niệm lo dành bướm ông. Còn ông Ba Thớ thì đồng nhất qua câu tặng thế đa khổ người ơi, lòng trống giả đời bạc dối để dành, không có một việc làm lành, trong đời mau tới tan tành tấm thân. Ông Ba luôn kêu gọi chúng ta, đời đã tới, màn đã kết, đã đò chiều chiến chót mà chúng ta còn mãi mê man với danh lợi tình, còn ngủ mãi với giấc ngủ nam kha. Cho nên Đức Huỳnh giáo chủ cho biết qua câu thấy chúng sanh ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Còn ông Ba Thớ thì cho biết qua câu ai kêu thức dậy mà gầy, cha mẹ dẫn bỏ cho mày ngủ luôn, biết ngủ biết thức lị tuôn, ngủ rồi nhớ ngủ, ngủ luôn bỏ mình. Hay là bây giờ như thể chim bao, tam thinh thấy biển dàm não rộng thình, hiền lương binh nhật đổ mình, bảo tàng mất hết thả hình trôi sông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.